huấn luyện viên Kiatisak từ chức, trở về Thái Lan. Huấn luyện viên Kiatisak đã chính thức từ chức dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội. Huấn luyện viên Kiatisak có chia sẻ vào trưa nay, ngày 14 tháng 5, kính gửi chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Cùng các cầu thủ của tôi, toàn thể nhân viên, những người ủng hộ quan trọng nhất của câu lạc bộ Công an Hà Nội, những người hâm mộ của tôi và bạn bè báo chí của tôi. Buổi ăn sáng hôm nay với ngài chủ tịch câu lạc bộ Công an Hà Nội như là lời tạm biệt ấm áp từ người sếp tuyệt vời đối với tôi. Tôi hoàn toàn tận hưởng khoảng thời gian làm việc tại câu lạc bộ Công an Hà Nội và tôi rất biết ơn với những cơ hội đã được trao, cũng như những trải nghiệm khi làm việc ở đây dù chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi cũng đã học được rất nhiều điều trong thời gian làm việc ở đây. Tuy nhiên, vì vấn đề cá nhân của gia đình, tôi xin được từ chức huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội và trở về Thái Lan. Tôi đã hoàn thành tất cả các tài liệu liên quan và sẽ chuẩn bị thêm các tài liệu cần thiết để hỗ trợ đội bằng tất cả khả năng của tôi. Tôi cũng mong được duy trì mối quan hệ hữu nghị tích cực với câu lạc bộ, với các cầu thủ, với đồng đội của mình và quan trọng nhất là với người hâm mộ và bạn bè báo chí của tôi. Đồng thời tôi cũng xin chúc câu lạc bộ sẽ tiếp tục thành công. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Như vậy, Kiatisak chính thức chia tay câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cựu huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở lại Thái Lan sau 3 năm trở lại V-League. Đây là nỗi buồn cho huấn luyện viên Kiatisak khi từng quay lại dẫn dắt LVB Hoàng Anh Gia Lai theo tiếng gọi của Bầu Đức. Ở mùa bóng năm nay, huấn luyện viên Kiatisak đã rời câu lạc bộ LVB Hoàng Anh Gia Lai đến câu lạc bộ Công an Hà Nội là một bất ngờ lớn cho người hâm mộ. Zico Thái được kỳ vọng giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chức vô địch V-League, nhưng giấc mơ này coi như dang dở.